Chào anh Quang nha, chào anh em nha. Mấy ngày rồi từ Tết tiêu mà tắm chim này, tắm xong rồi quay đi cho vui. Dạ em cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều nha, chúc anh năm mới đã nhiều xe nha. Qua lông mới nhất ơi. Lòng của Thục Phú Hoàng. Chào anh Lê Xuân Phúc nha. Con này chơi thì sạc vắng, nhưng mà cũng dễ là mưa to mau tắn mấy mau về trước. Ngày nào cũng đủ lực là về trước làm cho Hoàng. Anh chào anh nha. Ngày để em bỏ đây lên nha. Con này cũng chim xe rồi nhưng mà điều nó đánh tan sạc lắm. Đây để đây. Anh chào anh Nghị nha. Đổi cái lông. Tưới sức ra rồi, ok để lấy tưới sức ra nhá. Đây, đợi em tí. Đây, thử sức đây. Thử sức đọc tí nha. Để cho anh em nha. Thử sức đây. Thử sức đây. Em nha. Lông đỏ đặt lông của Gió Thải đặt anh Thục Vũ Hoàng. Thục Vũ Hoàng. Màu đẹp. Thưa sức mắc lại 5 xì em. Nhưng mà anh giao dịch cho được bàn chứ không phải là của anh. Thành ra nắm xì máy đó. Bỏ cái lông hơi thấp nó kéo lên mới thấy là điêu nhau.
mấy ngày mà chưa mà tắm đây phải không rồi, 5-6 ngày rồi, 2-6 ngày á. Ok anh đi ơi, nhớ nhau. Có thể sống tươi đẹp lắm, nhưng mà thể lực thì chưa đạt bằng. Thể lực mà được như thưa sức thì ngon. Thưa sức có khoảng 5-6 mùa Nguyễn Quang này. Thầy đang căng đó. Mai định về gia đạc nên cũ mắng biệt răng. Mai mà mưa tắm thì này mắng tắm thôi, đi từ bài chủ nhật đi ra ngoan trung đó được thi thôi. Em cho anh thải chân nha. Đang định mai sửa mai mưa. Cắt lô điện nhà đây. Có thải bọt quá, lông cáo đẹp lắm. Dạ em cảm ơn em nha. Trước được bán cho bia cá chứ sau bia cá để lại. Anh em giờ chóng mặt lắm. Thưa sức đẹp. Thưa sức mua đi được 2 chiếc xe rồi. Thôi còn đem ra thi đâu nha. Những người không thôi không ra thi. Đem đi chim cực lắm. Sức đẹp. Em cảm ơn Tuấn Linh Lê. Thank you.
đầu vẫn ngoài. Đây cho anh em nha, em cất giỏ giỏ quá. Đây hơi giỏ cho anh em nha. Giỏ quá. Thưa sức ơi, thưa sức hiếm lắm mấy trẻ. Mua, để cho mua rồi. Quay nghịch tỷ lờ quay rồi quay anh em xem tỷ cho vui. Thế trước mày giao dịch về cho đưa bạn, cho người bạn đang cầm đó, đang cầm chùm. Không, anh không đem chim đi Bắc Ninh, anh đi chơi thôi. Em có về đó, có về đó thì gặp nha. Được là anh không đem chim ra thi. Chào bằng trẻ nha. Bằng trẻ nhưng phải bằng da nha. Chưa da bằng da thôi. Khoảng tầm 50 là uống nước ta rồi kêu bằng da được. Ok, về là anh em gặp nha. Anh sáng thứ bảy anh bay, trong chiều chủ nhật anh bay về, nên không có thi con nào cả, ra cổ vũ anh em thôi. Chào bằng được rồi, chào bằng trẻ, ai đồ ai biết tiền. Tối mai em lên sông tổ à, anh tối mùng 8 anh cùng về, anh cùng bay về mùng 8. Lại múa nữa rồi.
Rồi, chào anh em nha, em cất ra. Ở đây nhìn vậy thôi gió hơi lạnh. Rồi, chào anh em nha. Ngày mai tính đi thi nhưng mà chắc là ngày mai khả năng cùng mưa lên, chắc là không thi. Ngày mai có trận thi đầu năm nhưng mà không biết, sợ mưa. Mưa nhạt đi lắm. Chim 6-7 ngày Tết chưa mới tắm đấy. Rồi, chào anh em nha. Em xuống like này nha. Ba anh em. Thế là cho anh Cường lấy vô rồi cho quay cho tôi anh thưa sức một tí nè. Thưa sức đến Cường lấy ơi. Làm cái bài xì chia thưa sức này. Bây giờ thầy nhận tin rồi, nhận tin rồi. Rồi chào anh em nha, em xuống like này, chúng ta em xuống like này. Cất cho mà vào và lăn quá.